người, chào mọi người đã đến với kênh How Vlog nha mọi người. Thì ủa lộn, mình là Hân nè mọi người. Thì hôm nay giờ này cũng tối rồi mọi người. Mình đang ở trên phòng có một mình nè mọi người. Ông Nhã thì ông đang ở dưới đường, ông đàn hoài mệt lắm. Nên mà là mình đi lên phòng, mình nằm nãy giờ mới chút xíu à. Cái mình suy nghĩ được cái màn cho này mình cho anh ổng nha mọi người. Thì mình biết thế nào, lẽ ổng cũng sẽ đi lên theo mình nè. Ổng đi tò theo mình hoài vậy đó mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ đặt cái góc quay này rồi mình nằm mình đợi ông lên thôi mọi người, rồi mình sẽ thực hiện cái màn chôn của mình nha. Mọi người muốn biết mà mình chôn như thế nào á thì mọi người nhớ xem hết clip nha. Ok, để mình đặt góc quay cái. Ok mọi người, thì mình cũng đã đặt được cái góc quay ở đây cho mọi người. Trời, ông đàn tới trên đây mà mình còn nghe luôn. Thì bây giờ mình sẽ đợi ông lên và mình thực hiện màn chôn này nha, mọi người cùng đợi với mình nha. Ok. A few moments later. Sao lên đây vậy? Gì? Sao lên đây vậy? Cái gì chơi đi? Chơi gì chứ trời? Anh đàn chim hát. Thôi mẹ ơi, mệt lắm đi. Nhức đầu lắm. Mình có đàn nó được không? Đi em. Thôi mẹ ơi. Nói gì vậy? Cái gì? Em nói gì vậy? Nói không nghe thôi. Làm sao đi chơi? Mày im giùm tao một cái. Nhắn tin nha. Nhắn tin nè hả? Nhắn tin với người ta. Đang chốt đơn vị. Sao mày có nhiều quá à? Chút đơn vị gì kêu người ta bằng mày trời, khùng cái gì trời. Khách khứa. Tao đang nói chuyện với mày. Wow. Em nói chuyện đàng hoàng nha. Bộ nói chuyện gì không đàng hoàng hả? Ủa hồi đó giờ không kêu mày tao rồi, giờ tự nhiên mày tao là sao vậy trời? Hồi đó giờ không kêu, giờ kêu. Anh không thích chuyện đó nha. Đó giờ là quy luật là giao rồi, không có mày tao chữ hề chữ bọng đâu nha. Hồi đó giờ quy luật của mày giao, giờ quy luật mới của tao giao, tao có quyền. Sao không gì vậy, nó giỡn giỡn hay vậy? Mày thấy mặt tao có cười không? Mặt cười gì hả? Không giỡn cái gì, anh nói là cái quy luật rồi đó giờ đặt ra là quen là không có mày tao. Còn em nắm nhắm được không được thì thôi, mới gì mày tao nghe khó nghe quá vậy. Rồi cái gì nó giỡn? Rồi cái gì nó giỡn? Xạo chó, xạo chó. Rồi, không biết rồi, làm gì nó giỡn biết gì. Em kêu anh bằng gì? Kêu bằng anh. Anh không có chịu cái chuyện mày tao mày tới ở đây nha. Ừ mày ơi. What? What the f? Cái gì? Lỡ miệng em kêu mà. Anh rồi mốt á, anh ra ngoài đường anh kêu một mày á, rồi em coi em sao. Rồi đang hát không? Nó là tao không có hát. Nó là tao không có hát. Chuyện này hoài cái trời. Giỡn hoài vậy? Lỗi, lỡ miệng. Bực bội rồi đó. Thì đừng có kêu tao bằng mày tao đi, tao không lớn tiếng như mình. Ê, mới kêu đừng có kêu tao bằng mày tao kìa. Đã nói đừng có kêu bằng mày tao đi, rồi người ta không lớn tiếng như mình. Biết rồi, nhỏ nhỏ cái miệng ra đi. Đã nói là quen rồi không kêu mày tao. Ví dụ bây giờ đi gây lộn nè. Anh gây lộn nè, anh với em không đi. Ví dụ anh cái này, anh tớp, cái kia. Tớp, đúng không? Tớp. Rồi ví dụ giờ em kêu mày tao dừng. Rồi gây lộn sao? Là báo đã có cái hề trong đó rồi. Dừng lại coi. Sao nó nói mày không nghe gì chứ vậy? Em nói chuyện đàng hoàng cơ, em kêu ai ngoài vậy? Nó giỡn không có vui rồi đó. Không vui hả? Xin lỗi. Không có kêu mày là mày, ớ lộn, không kêu anh là mày nữa. Anh nói không có giỡn nữa nha. Biết rồi, không kêu anh là mày.
nói chuyện nhiều cái sao nãy giờ anh nói là không có giỡn nữa. Giỡn không có vui mà sao giỡn hoài nhi hơn gì nữa. Xin lỗi anh. Mày vô đây coi, nó chỉ có cái cúng sụm cái miệng hoài luôn á. Ủa sao kêu tao mày chi người tao không sụm? Không, lỡ miệng thôi mà. Nhỏ tiếng lại đi nha. Nha. Anh. Cái gì? Nhỏ tiếng lại. Ừ. Thì em đừng có kêu vậy đi rồi nhỏ tiếng. Ồ, em không có kêu. Ngồi im đi coi. Em không kêu anh bằng mày nữa. Nói rồi đó, từ đây sao kêu mày nữa thì anh kêu lại đừng la nha. Em kêu bạn Hằng đúng không? Em kêu bạn Hằng đúng không? Giỡn mặt với anh vậy? Ổng kêu bằng mày luôn, ổng kêu bạn Hằng luôn, được không? Ừ. Bạn Hằng đó. Nó không có giỡn nữa mà sao nghe dữ trời. Nó giỡn nè. Nó nào? Nó này nó kia là nó nào? Nó nè. Bực bội đây nha. Thôi, nó chỉ giỡn. Hồi đó giờ anh không biết em hả? Quay qua coi nó chuyện với em. Đó giỡn, giỡn mà cái này đâu, bữa nay giỡn, giỡn. Ý là quay qua đi, nó chuyện với em coi. Hồi đó giờ anh không biết hả? Em có khi nào mà kêu lông mày đó đúng không? Thì đã, người ta nói đó giờ là quy luật là vậy. Để chắc chắn trả lời ta đi. Ừ. Em bao giờ kêu lông mày tao đúng không? Ừ. Có chữ lộn em cũng không có kêu lông mày tao luôn. Ừ. Ừ. Mà sao anh nói em vậy? Anh đừng có la ông sùm. Ba nghe ta buồn á. Biết gì không? Ừ, ba nghe ba buồn. Ba nghe mà kêu mày tao là ba sẽ buồn, thấy không? Ừ. Nên là mày đừng có nói chuyện lớn. Ba nghe ba buồn đó mày. Ba nghe ba buồn đó mày. Mình chia tay nhau từ đây. Mày nghe nãy giờ mấy lần rồi nha, chứ không một lần nha. Anh nghe có hả? Ý là em nói là mày đừng có nói chuyện lớn để ba nghe ba buồn đó mày. Mày ghê mày. Thôi giỡn. Thôi không giỡn nữa đâu. Ai mày tên với em? Anh mở tiếng là riêng trả đuối cái miệng không chậm mà. Mình ta vậy thì đừng có kêu mày tên. Im coi. Nó kệ cước lên niệm rồi sao ngủ. Tiếng cắn chết. Đây lại em để lại. Bên. Thôi em kêu. Thôi, không giỡn nữa, thôi lấy điện thoại. Lấy đàn đi em, đàn, anh đàn em hát đi em, anh đàn em hát. Hát bài gì, hát bài gì? Đây, từ đây tới tối nó kêu mày tao, anh quạo em chịu á. Anh đi trời ơi, em nói giỡn. Anh đàn em hát. Câu đó nặng lắm á. Rồi, anh đàn em hát. Hát bài gì? Hát bài gì em biết. Bài gì à? Bài gì về tình yêu đi. Bài tình yêu á. Tình yêu là bài gì? À, tình yêu hai đứa mình vậy đó. Là gì? Về tình yêu hai đứa mình, phải có bài gì đúng chính xác mà được chứ. Ý em đó là bài... ví dụ là bài liên quan đến tình yêu. Cũ tình mới đi. Không có liên quan luôn á. Không, cũ tình mới liên quan tình yêu gì nữa. Mà tình yêu là tình yêu tan dở. Kêu mày tao là hồi tan dở thiệt chứ. Sao mày nhây quá à? Tao kêu mày kiếm bài tình yêu cho tao hát. Mày nhây thiệt luôn á. Sao mày nhây quá à? Tao kêu mày kiếm bài tình yêu cho tao hát. Mày nhây thiệt luôn á. Khó, chết mẹ mày rồi con. Bài gì tình yêu gì nãy giờ đó nói không mày tao mày tình yêu gì nữa. Cái chuyện gì kêu mày tao. Anh nói đây từ đây tới tối ha. Lần này là lần cuối nha. Anh không muốn nghe mày tao ở đây nữa nha. Trời em sẽ lộ. Thôi đi vô. Khỏi đi. Không có đi vô đây. Im. Buông đi. Không có, đừng có đi xuống dưới bà. Xuống dưới bà. Đã nói là nãy giờ tao quạo bội vô nó hoài. Tình yêu chim hết. Tình yêu cái gì đó, nó kiếm bậy không được, được thôi chứ mới gì mày tao rồi la làm sao vậy? Mà xuống đi mà. Thôi giờ anh đàn cho em nghe đi. Nha, anh đàn đi. Mà xuống, anh đàn nghe, ngồi xuống đàn nghe, ngồi xuống coi. Sao ngồi vậy thì được rồi chứ mới gì trời. Giờ đang đi đây nha. Vui lên. Cừ mình phải cừ lên. Anh. Cừ lên cho đẹp.
Cười lên cho em. Đi, cười lên. Cười lên. Vui nổi không? Nãy giờ giỡn ngay rồi vui nổi không? Không, không có giỡn nữa. Bây giờ cười lên đi, cười lên một cái. Ra hả đại đi. Ngu rút. Đại cho em đi nha. Hết quá trời. Rồi, tao lâu lâu tao giỡn. Nó gọi từ đây sao mà giỡn cái đó nữa là anh quạo thiệt cái nha. Biết rồi. Nhòi đèn đi. Đèn lớn lên, không nghe chứ. Để tao nói mày nghe nè, mày đèn dở quá. Mày đánh đèn nó tao nhức cái đầu quá. Anh nói đấy giờ nhiêu lần rồi trời. Thì mày đèn dở, tao nói mày đèn dở. Tao nói thiệt. Anh ơi em quay clip cho anh, em quay clip cho anh. Anh ơi. Đó. Mặc vào rồi. Suy nghĩ trò chơi mấy cái bực bội dữ hằn cái trời. Đập cái đạn luôn rồi. Mày nói vừa lắm mày ơi. Ủa không? Đầu lắm. Em coi coi. Giỡn nhẹ gì lắm mà đỡ bởi cái đạn luôn rồi đó. Bể cái đèn đi mọi người ơi. Một cái clip trên mà bể luôn cây đèn. Ai mượn tiền góp mua cái đèn lại đó. Tao xin lỗi. Em xin lỗi. Không có nhây nữa nha trời. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Ủa bể cái đèn đi luôn rồi. Sao nóng tính quá vậy? Nóng gì đứng vậy chống tay làm cái góp luôn kìa. Rồi. Mà em biết đó, cái tiền mua đây cái đèn mới á. Liêu liêu mày liêu. Giỡn ít thì vui, giỡn nhiều là hình nhây đó, là xàm đó. Xin lỗi không xin lỗi thiệt, xin lỗi. Cái này là chỉ là clip cho anh thôi mọi người. Cho cái gì mà mày tao, mày mới tới, cho cái gì? Vui mà. Em vui, anh không có vui gì đó, bể cái đèn. Thì anh là người bị cho anh, sao lúc nào anh sao anh vui được, hiểu không? Em là người được cho anh nên em mới vui, hiểu không? Sáng gặp mấy người kia, tối gặp em. Sáng anh cũng cho người ta chứ bộ. Có nào anh bị cho anh để đâu? Mở kênh ra chi áp lực quá trời quá đất thiệt chứ. Ê, anh là người mở hàng đó. Anh đừng có nói như vậy. Thì chưa, anh là người cho đầu tiên. Anh bài đầu. Rồi rồi, tao sai. Dạ, cái đó là lỗi của tao. Lớn mình bài đầu nè. Nhưng mà bài đầu hết trơn á. Em tính quay kênh ẩm thực chia sẻ cuộc sống, hiểu không? Ai? Ai biết hết trơn? Ai? Quay mặt vào đây coi. Quay mặt nói với mọi người ai mà đứa chân tôi. Ừ vậy thì tao chơi lại không có quạo nè, giao trước rồi không có quạo. Trời, giờ không quạo nè, bể cái đèn đền ai làm? Em làm anh quạo, anh đứng dậy nó bể. Ủa đã nói là không có quạo thì em làm anh bật đứng dậy. Không có bật luôn. Em cho nên anh đứng dậy bể cái đèn em đền. Anh đứng dậy tân tử làm bể đâu phải cái đèn không. 7749 kiếp nạn cái trời. Bữa cho anh bên kia cho anh bể cái này rồi giờ bể cái này nữa. Vô ai kêu hả mọi người? Trời ơi vừa lắm. Bậu chứ trời, chết luôn rồi chứ. Chết luôn rồi chứ. Em nhớ em nha. Em nhớ em đi nè. Con làm cho anh cái đạn. Trời ơi. Gì vậy? Em nhìn nó bể nè. Ừ thì mấy rồi mà. Đây em đập luôn một cái nữa. Nè đập đi đợi luôn nguyên cây. Không biết ơi. Ai có mọi người thấy mình xin kết thúc video ra tại đây nha mọi người. Hết vui rồi. Mọi người thấy video này hay để cho mình một like với một đăng ký kênh nha. Ai có ý tưởng cho anh ông Nhã thì cứ nhắn tin cho mình nha, đừng có nhắn gì giọng. Ôi có ai nhắn hết trời. Từ đây về sau em phải chuẩn bị cái tâm lý em đi, cái kênh này mở ra là em mệt đó, anh nói trước đó. Hôm giờ em 2-1 rồi đúng không? Ok. 2-1 rồi đi. Ok. Rồi. Ôi, ngày mai chuẩn bị vô một trái nữa đó đi. Nè, tối nay. Tối nay 6. Đem đi đèn đi sửa. Không. Ai làm bể rồi đó tự sửa. Ai làm đi sửa không biết nha. Ai làm bể rồi đó tự sửa chứ không mình bước lên luôn mọi người. Âm nhạc là giúp chúng ta đến gần nhau hơn nha, chứ không phải là đi xa nhau nha. Xa nhau ra rồi, bây giờ xa rồi chưa lại gần. Thôi đi. Anh nói rồi đó, từ đây thì sao á, mày cho nha. Em miệng đi. Còn là mày trâu ha. Rồi đi. Anh cắt lưỡi em luôn á. Cắt lưỡi em luôn hả? Trời ơi, sợ quá. Sao mà bạo lực gia đình nha. Sợ quá. Nãy giờ kiềm chế lắm á.
trong tim mình á, nó sợ mà nó sợ thiệt luôn á mọi người. Thiệt luôn á, nhiều khi con mà em sợ thì em nên coi chừng. Em không có sợ con gì hết. Chắc chắn không? Chắc luôn. Anh nên nhớ mấy cái con anh sợ kìa. Mấy con anh sợ là con gì? Ừ, mấy con anh sợ nó biết bay đó, em có thể bắt được nó. Những con bay đó nó không có làm chúng ta đau được. Nhưng mà nó làm những cái con mà nó lúc nhít lúc nhít nào. Khùng quá vậy. Đi à. Lao quá. Thôi mọi người ơi, kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì lát mình sẽ xuống mình xin lỗi ổng vụ cái vụ việc mà nãy giờ mình nói chuyện mày tao với ổng. Tại đó giờ mình nó nhã không có nói chuyện mày tao. Với lại cái đàn á thì mình sẽ tìm cách để sửa lại cho nhã hoặc là mua cái mới nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Mọi người thấy hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và nhã luôn nha mọi người. Còn ai có ý tưởng nào thì nhắn tin cho mình đi. Mọi người thấy mình làm những nhiều ý tưởng táo bạo không? Mình chính là mình chứ không ai chứ mọi người. Còn gì thì bye bye.